Rồi. Ok. Và đây là cái bộ dập hoàn chỉnh của em nó ở đằng sau nha. Các bạn nhớ rằng phối này, pha phối màu đen màu trắng y hệt như mẫu cho tôi. Và các bạn thấy rằng đây là một mẫu với sự hướng dẫn của Phú Trần Đức Hải, nó sẽ rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và quan trọng là mẫu này may lên rất là sang. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mẫu rất là tuyệt vời. Và cái mẫu này, cái quan trọng là mẫu này làm khá là đơn giản. Trong thời gian qua thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn một số các cái mẫu nó có độ khó rất là cao. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẫu mà nó có độ đơn giản, làm rất là nhanh nhưng nó vẫn rất là đẹp và sang trọng. Đây, cái mẫu của chúng ta đây. Bạn thấy không? Rất sang trọng nha. Và cái mẫu này tôi sẽ dạy cho bạn làm cách nhanh nhất có thể nha. Ở đây nó sẽ phối những cái màu sáng và màu tối, trắng đen. Các bạn thấy rằng là vô cùng sang và thiết kế, và nó kết hợp với một cái dây thắt lưng. Thì cái thắt lưng này thì mình có thể tư vấn cho khách hàng. Và cái này là hoàn toàn phù hợp để mặc công sở nha. Bạn thấy là cô người mẫu này cũng mặc như thế này thì rất là đẹp đúng không? Có thể là vợ của các sếp này, hoặc là các bạn thư ký của các sếp. Rất là đẹp, rất là xinh đẹp, nó sang, rất là sang trọng. Dưới là một cái chân váy xòe và nó có phần kết hợp ở đây. Thì các bạn đặc biệt lưu ý nhé, mẫu này nó có một cái đặc biệt này, nhìn nó đơn giản này thôi nhưng mà đặc biệt đó chính là cái phần cắt này nó không đi qua đỉnh ngực, được chưa? Cái phần cắt này bình thường các phần cắt phải đi qua đỉnh ngực, thì ở đây nó sẽ có một cái ly ngầm nha, tôi gọi là cái ly ngầm đây. Thì tôi sẽ dạy cho các bạn cách làm cái ly ngầm này nha, có ly con ở đây, rất là hay. Đấy, các bạn thấy rằng mẫu này vô cùng sang trọng và hay đấy, comment xuống đây là tuyệt vời quá nha. Đây là một cái ảnh khác của cô người mẫu khác mà. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp nha. Đấy. Ok, và để làm mẫu này thì đây, tôi đã vẽ phác thảo đây. Tôi đã rất là cẩn thận ngồi vẽ đấy, các bạn thấy không? Tôi tỉa tót này, tỉa tót rất là đẹp này. Các cái đường kẻ thì để cho chúng ta nhìn rõ cấu trúc của thân trước và thân sau nha. Các bạn nhớ rằng hãy cần phải vẽ phác thảo nhá, thì các bạn mới trở thành người làm mẫu chuyên nghiệp rồi, và nó có tạo hình ảnh cho các bạn nữa. Với khách hàng họ nhìn thấy các bạn ngồi vẽ phác thảo này họ nể lắm, và đương nhiên là bạn sẽ bán được giá thành rất là cao so với những người mà không biết vẽ nhá. Và vẽ cái form này thì nó dễ, các bạn chỉ cần lấy cái form của tôi tặng thôi. Khi mà các bạn có cái bộ dập này trên tay, chúng ta sẽ làm phải dựa trên cái bộ dập chuẩn như thế này nhá, chứ đừng dùng form không chuẩn nhá. Bạn cần phải dùng form chuẩn, thì các bạn liên hệ với chúng tôi để có được cái bộ dập trên tay theo số điện thoại 0792666128, hoặc để lại số điện thoại của bạn ở phía dưới phần comment này nha. Chúng tôi sẽ liên hệ và dành cho bạn ưu đãi tốt nhất và tặng bạn cái form vẽ mẫu phác thảo này. Ok, đây là bộ dập. Cái này phiên bản đặc biệt này thì nó sẽ có một bộ dập, bao gồm một bộ dập tỷ lệ 1:1 để các bạn sản xuất, để các bạn may cho người chúng ta mặc, đúng không? Và được tặng thêm một bộ dập tỷ lệ 1:2 là cái bộ này mà tôi hay sử dụng dạy các bạn đấy nhá. Thì để nó cho con măng nó canh bé. Thì cái mẫu này chúng ta sẽ chỉ cần sao một nửa thân trước, nửa thân sau thôi, bởi vì nó là mẫu đối xứng. Xin mời, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay bài tuyệt vời ngày hôm nay. Ở đây là mẫu canel, thì các bạn sẽ cắt cái phần eo này ra cho tôi. Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm cái chân xòe rất là đẹp và nhanh nhá. Chúng ta lấy luôn cái form này. Đây, thẳng cái ly này các bạn vẽ xuống đây cho tôi. Đây, các bạn chia được rồi. Và bây giờ chúng ta làm cái chân xòe phần trước này. Các bạn cắt đường này nhé. Cắt lên trên này thì dừng lại để nó dính lại nhé, cắt đường này. Rồi chúng ta sẽ dán đây nhé. Chúng ta sẽ mở một chút ở phía giữa này thôi, và mở nhiều hơn ở cái đường này. Mở nhiều hơn nữa ở đây. Các bạn yên tâm, chút nữa tôi sẽ đo cho các bạn nhé.
bổ sung giấy đây các bạn, tận dụng luôn. Đây các bạn kề thẳng này nhé, để cho cái chân nó đẹp ấy thì chúng ta sẽ kề thẳng từ cái phần đây là phần eo này, các bạn xuống cho tôi 8 cm nhá, từ đây đây 8 cm, sau bắt đầu chúng ta mới đánh chéo ra thì nó sẽ rất là đẹp. Và ở đây thì các bạn sẽ cắt theo cái đường cong này. Chỗ này gặp đôi các bạn nhé. Và cánh vải chúng ta lấy theo cái chiều này. À, thân trước nhân với một vải chính nhá. Chiều dài thì cái này là tôi để theo cái chiều dài gốc của cái chân đầm này là từ eo xuống là 60 cm, và tôi sẽ đo khoảng cách này cho các bạn này. 60 này thì ở đây chúng ta sẽ mở bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ mở ở đây là 3 cm này, 4.5 này, đây là 11, 12 và đây là 8.5. Đó, đấy là cái vị trí mở nhá. Ok, chúng ta làm tương tự như vậy với phần thân đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm với tay. Cái tay này thì khá là đơn giản nhá. Nó có chiều dài là khá là ngắn, cái tay cộng nhá. Thì các bạn lấy cái bộ dập ở trong cái bộ dập chuẩn của vũ trận thứ hai, các bạn đặt lên đây. Chiều dài chúng ta chỉ đến đây thôi, đến cái vạch mà tôi đã kẻ sẵn ấy. Lưu ý đây, cái tay nhiều người nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà thực ra là chúng ta muốn có một cái tay đẹp ấy thì nó phải chuẩn nhá. Thì tôi dạy các bạn cách để phân biệt này, thế nào là cái tay chuẩn này. Thứ nhất này,
Thứ nhất này, các bạn gập cái đường đôi cái đường này này, cái đường kẻ chính giữa, gập đôi bạn. À, đây, cái tay chuẩn nó phải như này. Với những bạn, đặc biệt những bạn mới làm nghề nhé. Đây này, đó, các bạn thấy không? Thấy là cái đường cong của cái mang trước, đây người ta gọi mang trước, cái này là may vào thân trước và cái này là may vào thân sau nhé, ghi vào rõ này. Người ta gọi là mang trước và đây là mang sau, nó giống như mang con cá đấy, cái cong cong này này. Thì cái này khi mà chúng ta gập vào này thì các bạn thấy không, cái mang sau nó phải nhô hơn mang trước đấy. Thì như thế là thứ nhất nó phải có cái tay, thường nó phải như thế thì nó mới đúng nhá. Nếu mà các bạn gập đôi vào mà hai bên bằng nhau, mang trước mang sau bằng nhau là sai, hoặc nếu mà mang đằng trước lại dài hơn mang sau thì có nghĩa là cái tay bị ngược, được chưa nhá. Bởi vì sao ạ, cái mang sau nó cần nhô ra hơn, bởi vì là cái tay con người của chúng ta ấy là thường xu hướng là đưa ra phía trước, hoạt động là lái xe này hay là mình đi, ngay cả mình vung tay hay mình ngồi làm việc như này là mình đưa về phía trước như này, đúng không? Đấy, vì vậy là cái này nó cần phải nhô ra hơn để nó chứa cái khối ở đằng sau thì nó mới dễ cử động. Đấy, nhiều bạn mà có cái form tay mà hai mang bằng nhau là nó sai, đúng không? Hoặc là các bạn tra nhầm tay trái sang phải, phải sang trái thì cái tay nó bị ngược ra đằng sau. Đấy, thì mặc vào nó bị sai. Đấy, tôi lưu ý nhá. Vì vậy là cái tay này thì nó là tay bên phải nhá. Đấy, nhưng mà lúc mình cắt hai lớp vải đối nhau thì nó sẽ được cả hai miếng là trái và phải. Cái thứ nhất là mang trước mang sau là nó phải như thế này, nó phải có số, nó so le nhau này, nhấp nhô này. Thứ hai là cái đường cong này. Đấy, rất nhiều bạn mua dập của tôi về, các bạn sẽ đo cái đường cong của cái tay này với cái đường cong của cái vòng nách. Đường cong vòng nách là cái này này. Đây này, khi mà chúng ta, đây là cái đường cong vòng nách, đúng không? Cái chiều dài. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái chiều dài của cái đường cong của tay này của tôi nó sẽ không bằng cái chiều dài của cái này. Đấy. Thì những bạn không hiểu biết gì thì tưởng là như thế là sai, không phải nhá. Không bằng là nó có lý do của nó. Cái này nó sẽ dài hơn. Để làm gì, khi may vào thì nó sẽ có độ mọng của tay. Đấy, may vào chúng ta sẽ cầm một chút ở cái trên cái mỏm tay này thì cái tay nó sẽ có độ mọng, độ căng thì nó rất là đẹp. Hiểu không? Chứ không là nếu một cái tay mà mình cái đường cong này mà nó băng ở đây thì nó lại là không đúng. Thì đấy là người không biết gì. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý nhá. Các bạn xin những cái bộ dập miễn phí ở trên mạng là nó người ta thường cho bạn miễn phí nên là người ta chỉnh nó bị sai hết nhá. Nên là đừng dùng cái dập miễn phí. Vì sao tôi bảo là các bạn làm chuyên nghiệp thì các bạn phải nên có cái bộ dập chuẩn này. Mình bỏ ra cũng mấy trăm nghìn thôi, mình dùng cả đời, đúng không? Nhưng mà mình làm thì tất cả những cái mẫu mình làm, mẫu kiểu mình bán cho khách hàng muốn bán được giá cao thì mình phát triển trên cái dập này thì nó chuẩn, đúng không? Mà cái này của tôi là đăng ký bản quyền rồi, độc quyền trên toàn quốc, trên toàn thế giới. Nên là các bạn mua đúng của tôi thì nó chuẩn. Chứ đừng có mua ở bên ngoài nhé, đừng có mua của ai đấy người ta sao chép lại là vừa là vi phạm pháp luật mà chưa chắc nó chuẩn đâu. Nha, tôi nhắc bởi vì là in photo nó bị méo hình, hiểu không? Thì cứ bỏ tiền ra mua bản gốc này nó sướng nhá. Đấy, tôi nhắc lại và riêng một cái chi tiết cái tay thôi, còn tất cả những cái thông số khác ở phần thân nữa, còn quan trọng nữa. Đấy là cái số 2 nhé, là cái vòng tay này nó sẽ phải là dư hơn so với vòng nách nhá. Dư hơn bao nhiêu thì đấy là cái trong cái công thức của tôi đã nghiên cứu rồi thì các bạn cứ dùng thôi. Số 3 này thì các bạn sẽ thấy rằng có một cái điểm, các bạn nhìn không, có một cái điểm chấm này, không phải là chấm vào đây cho vui đâu nhá. Đây này, tôi đã ghi rõ này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, điểm may khớp đường vai giáp vai. Tức là khi chúng ta may vào là không phải là chúng ta may cái đường này vào cái đường giáp vai đâu, mà bạn phải may vào đường này, được chưa? Bạn phải may đường này vào giáp vai thì cái tay nó mới hơi đưa lên đằng trước như thế này nhá. Bình thường tay là nếu mà mình giáp vào đây thì nó để thẳng, nó nhưng mà thực ra nó phải hơi đưa lên đằng trước, bởi vì tay con người chúng ta là có xu hướng đưa lên đằng trước một chút nhá. Đấy, cho nên là cái điểm khớp này nó sẽ không trùng với cái điểm chính giữa này nhá bạn nhá, nó sẽ phải có điểm khớp này. Đấy, các bạn thấy hay không? Bao nhiêu trong số các bạn đang làm may, mới vào nghề may hoặc làm rất lâu rồi, chúng ta không biết ba cái đặc điểm quan trọng của cái tay nhá, thì chúng ta viết xuống đây. Tuyệt vời quá, hôm nay tôi mới biết, tuyệt vời quá hôm nay tôi biết nhá. Hôm nay tôi bật mí cho các bạn có ba cái để các bạn phân biệt được cái tay nào là tay chuẩn nhá. Còn tất nhiên là nó còn yếu tố bắp tay này, dáng tay này, cái độ cong của cái này, độ chéo của nó thì nó còn rất nhiều cái bên sâu bên trong, nhưng mà ba cái đấy là các bạn có thể phát hiện ra được nhá. Cho nên tôi đảm bảo cái tay này, form này cực kỳ đẹp luôn, bạn cứ về sử dụng đi thì bạn sẽ biết nhá. Số 1 là cái vòng tay này nó phải so le mang trước mang sau. Số 2 là cái vòng tay này nó phải dư hơn so với vòng nách của thân.
Và số 3 là nó phải có điểm khớp vai lệch lên phía trước như này thì cái tay nó chuẩn. Đấy, ba cái điểm đấy nhá. Đấy, một cái tay đơn giản thôi nhưng mà chúng ta thấy là nó có rất nhiều cái kiến thức nhá. Đây là canh vải đây. Tay này thì các bạn nhân 2 cho tôi. Vải chính nhá. Ok, đấy là về tiện đây chủ đề tay, bởi vì là tôi dạy các bạn cũng nhiều bài rồi nhưng mà chưa có dịp nói về cái tay, hôm nay tôi nói sâu sâu một chút nhá để cho các bạn phân biệt được. Nhưng nhiều bạn là không hiểu gì đâu. Nhiều bạn là mua dập xong rồi, ôi thầy ơi, cái này em đo nó không bằng, may vào nó không được. Đấy, thì cái bí quyết để may đẹp nhá là trước khi bạn tra vào thân là bạn sẽ chạy cho tôi một đường chỉ thưa vòng qua từ điểm này đi ra đây nhá. Và sau đấy mình rút nó hơi nhúm và hơi cầm vào một chút. Đấy, cầm đến bao giờ cái đường vòng này, cả một cái vòng tổng này nó sẽ trùng với vòng nách là ok. Đấy, và sau đấy bạn may vào đẹp long anh luôn nhá. Đấy, và đương nhiên phải may đúng điểm khớp. Ok, đấy là cái tay, xong cái tay nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần bên trên. Cái phần bên trên của cả thân trước và thân sau các bạn nhá. Thì phần bên trên này các bạn chú ý rằng nó sẽ có một số điểm. Thứ nhất là nó có cái đường cắt chéo, đấy đúng không? Đằng sau này. Đằng trước thì như tôi đã phân tích nhá. Phân tích là nó điểm đặc biệt của nó đó chính là kết hợp hai màu trắng đen với nhau, nhưng mà đặc biệt của nó đường cắt đó chính là nó không đi qua đỉnh ngực nhá. Ở trong trường hợp này không đi qua đỉnh ngực thì nếu các bạn không biết cách làm thì các bạn sẽ không bao giờ làm được. Tôi sẽ dạy cho các bạn cách làm rất là đơn giản nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thân đằng sau trước. Phía sau thì các bạn hãy kẻ một đường như này cho tôi. Chấm một đường này. Từ trên này xuống 8cm nhá. 8cm. Sau đó bạn kẻ cho tôi một đường chéo này. Đó. Và nhớ là cái đường chéo này nó phải đi qua cái đầu của cái ly này, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó biến mất, không còn cái ly dọc này nữa các bạn nhá. Tôi kẻ xong thì tôi cắt này. Và muốn đánh biến mất cái ly dọc này chúng ta cắt này. Đó, như vậy là xong, rất là đơn giản, nhanh. Đấy. Và các bạn nên nhớ rằng nhá, là cái này nó phải cong như này thì nó mới đúng nhá. Các bạn không được cắt cho nó bằng đi đâu nhá. Bởi vì là chúng ta đang vừa làm cái kỹ thuật xoay chuyển ly, tức là biến cái ly này vào trong hai cái đoạn này. Được chưa nào? Đây là nó phải như này thì nó mới chứa được khối. Rồi, chúng ta sẽ đánh cái canh vải này. Thân sau nhân với hai vải chính này. Thân sau nhân với hai vải chính. Và đây là đường tra khóa. Chưa? Đây là tra khóa này. Và chúng ta có thể đánh dấu màu. Đây là màu trắng nhé. Trắng này. Và đây là màu đen này. Đó, đánh dấu đấy để lúc cắt còn biết đúng không ạ? Ok. Bây giờ chúng ta quay sang thân trước này, đấy, cái phần rất là quan trọng. Và tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn. Đấy. Phần cổ thì các bạn là có thể giữ nguyên, hoặc các bạn có thể thích rộng ra thì các bạn cho rộng. Phần cổ này thì nếu mà là ở Việt Nam chúng ta thì các bạn nên đánh rộng ra một chút nhá. Đấy, tôi đặt vào này, đánh rộng đơn giản thôi. Đánh rộng ra một phần này. Đó, sau đó chúng ta đặt thước cong. Các bạn lấy vào cho tôi 3cm để chúng ta làm cái khoảng cái miếng trắng ở phía giữa nhá. 3cm này nhá, từ đây vào lấy 3cm. Cái chỗ này cái tổng của nó sẽ khoảng 6cm thì chúng ta lấy mỗi bên ra 3cm nhá. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ dạy các bạn cách để chúng ta làm cái phần này cho nó dễ và nhanh nhá. Thì thông thường cái này chúng ta sẽ làm có thể làm bằng phương pháp 3D nha. 3D thì nó cũng là một phương pháp rất là hay đó. Đấy, nhưng mà trong phần này tôi sẽ dạy các bạn cách làm cái phần tạo cái miếng cắt này
Các bạn thấy rằng là ở cái mẫu này nó sẽ không còn cái đường ly men cũng như là ly dọc nữa, đúng không? Mất hết rồi. Đó, mất hết rồi nhá. Đấy, thế thì tôi sẽ dạy các bạn một cách nữa, đó là cách kiểu 2D chứ không phải 3D. Rồi, chúng ta sẽ kẻ từ trên này xuống. Kẻ từ đỉnh ngược xuống các chân ly nhá. Sau đó bạn kẻ cho tôi một đường nữa. Từ cái đỉnh ngực này, các bạn kẻ lên phía trên nách như này. Đấy, một cái đường này gọi là đường phụ. Và chúng ta sẽ cắt này. Cắt bỏ này nhé. Các bạn muốn làm nghề mà muốn trở nên gọi là bậc thầy, trở nên là người dẫn đầu trong cái lĩnh vực về thời trang này, thì các bạn cần phải giỏi cả phương pháp 2D và 3D bạn nhé. Đây, chúng ta. Và cần cả giỏi cả phương pháp 1D. Các bạn biết 1D là gì không? 1D là tôi thường gọi đặt tên cho cái phương pháp mà chúng ta xác định tỷ lệ qua hình ảnh. Tức là khi chúng ta nhìn một cái ảnh ở trên mạng là chúng ta có thể biết được cái chi tiết của nó là bao nhiêu. Thì đấy là 1D. Thì có một cái khóa học gọi là khóa học 6D online. Cái khóa học này rất hay, dành cho những người mà muốn học cả 2D và 3D nhá. Thì học cái khóa 6D này rất là hay luôn nhá. Thì vì sao gọi 6D ạ? Vì được học 2D này, phương pháp 2D, phương pháp 3D và phương pháp 1D. Đấy, đây là các anh chị nào mà cái khóa này thì nó vô cùng đặc cấp. Anh chị nào mà chúng ta đã trải qua những cái khóa mà thiết kế dập diệu kỳ rồi, thiết kế dập chính xác rồi, thì các anh chị nên đăng ký tham gia cái khóa học 6D online. Nó khóa học vô cùng hay. Học online các bạn nhé, học tất cả mọi nơi, chỗ nào bạn cũng có thể học được. Rồi, chúng ta lại sập nốt cái này vào cho tôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xác định cái điểm, cái đường chéo nhá. Bằng cách bạn lấy từ phía dưới lên phía trên cho tôi, từ eo lên cho tôi là 5cm. Được chưa? Ở phần nách này các bạn lấy từ sườn ra cho tôi trên đường nách là 4,5cm. Và bạn nối cho tôi như này. Ok ạ. Ở đường chính giữa ngực này thì các bạn điểm ngực này, các bạn kẻ cho tôi một đường vuông góc với cái đường mà chúng ta vừa tạo ra. Kẻ vuông góc. Nè, đây là vuông góc. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này ra. Chúng ta cắt ở cái đường này. Sau đấy chúng ta trả lại cái này về vị trí cũ, chúng ta dán lại. Đấy, rất hay. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần ở phía trên này. Các bạn thấy hay không ạ? À, nếu mà hay, hãy ghi vào đây là thầy Hải dạy dễ hiểu quá. Rất là hay, dễ hiểu đúng không ạ? Đơn giản. Đấy. Và khi mà cái này nó chính là đường chiết ly nhé các bạn. Đấy, máy chiết vào. Các bạn nhớ khi may thì chúng ta may cách cái đỉnh ngực ra là 2cm nhé. Thì nó sẽ không bị phồng cái ngực, không bị nhọn cái ngực nhá. Thì tí cái này may vào đây này, đây chính là cái ly này nhá. Ly chiết nó giống y hệt ở trên mẫu. Và chỗ này thì sẽ không còn cái ly gì nữa. Ok, cái đường này là đường gập đôi bạn nhé. Đây, đường gập đôi này. Gập đôi vải. Cái này là thân trước nhân với 1. Thân trước nhân với 2 vải chính. Thân trước nhân 2 vải chính. Còn đây canh vải này. Ok. Vâng, thưa các bạn, như vậy là Vũ Trần Đức Hải vừa hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm cái mẫu vô cùng tuyệt vời này. Hãy nhìn lại em nó một lần nữa. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và bạn nào mà muốn biết được cái cấu trúc của chân sau thì các bạn hãy chụp lại màn hình cái này của cái mẫu này. Đây là bản phác thảo mà tôi vẽ. Đấy, các bạn hãy chụp lại màn hình nhá. Ok nha. Đây, hãy chụp đi ạ. Đấy, ok. Và đây là cái bộ dập hoàn chỉnh của em nó ở đằng sau.
nha. Các bạn nhớ rằng phối này, pha phối màu đen màu trắng y hệt như mẫu cho tôi. Và các bạn thấy rằng đây là một mẫu khá là đơn giản, chúng ta làm rất là nhanh đúng không ạ? Với sự hướng dẫn của Vũ Trần Đức Hải, nó sẽ rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và quan trọng là mẫu này may lên rất là sang. Tôi đề nghị tất cả các bạn sau khi xem xong video này hãy ngay lập tức làm luôn mẫu này. Hãy ngay lập tức làm luôn mẫu này và lấy vải cắt ra may lên sản phẩm, gửi lên nhà thiết kế thời trang Bồ Đồ. Và tôi sẽ nhận xét cho các bạn, và chắc chắn các bạn sẽ bán được mẫu này rất là tốt. Bán được mẫu này rất là tốt nha, cho các chị em công sở rất là sang trọng nha. Đó, và những anh chị nào mà chúng ta muốn đi nhanh hơn, đi xa hơn trong nghề, chuyên nghiệp hơn, thì các anh chị có thể quan tâm đến các khóa học. Hiện nay tôi có khóa học thiết kế dập diệu kỳ, thiết kế dập chính xác và thiết kế dập 6D online. Tất cả đều học online thông qua Internet, và các bạn có thể học được các khóa học tuyệt vời này ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam nha. Hãy liên hệ với chúng tôi, để lại số điện thoại của mình, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0792666128. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tuyệt vời lần sau. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe, hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.